Chào cả nhà nha. Hôm nay lên chiếc 1085 này, cabin máy lạnh xe mới về nha. Có bộ cầu xúc luôn. Cái cầu của nó bên này này. Đó. Mình có một chiếc V52 nhá, mới về nhá, mâm lốp đồ đẹp hết. Có dàn áo thì nhìn hơi xấu thôi. Con này thì dàn áo thì sẽ phải sơn dọn lại. Để mình đây mình sẽ tập trung vào mình quay chiếc 1085 này nha, năm này nhá. Cabin máy lạnh. Đang bật máy lạnh này, con này máy mới đã lắm. Êm ru luôn, các bác nghe thấy máy không? Đứng đây không nghe tiếng máy đâu này. Sáu máy êm ru. Mất mượt luôn. Đây này, cái bộ gầu của nó đây nha. To đùng luôn. Gầu siêu to. Còn chất SP 9000 lên nữa. Xa thế. Mất tay chỗ. To lắm nha cả nhà, xe chạy êm ru luôn. Chỗ này nhiều máy móc quá, chạy trong làng nghề nó nhiều máy móc nha cả nhà. Các bác này chạy không nghe thấy máy êm lắm, to 6 máy mà chạy êm. Lù đi. Ui, bấm chưa. Đèn phanh đồ vẫn còn nguyên nha, phanh là đèn sáng nha. Thì mình sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đây sẽ quay test xe thôi. Thế nữa mình sẽ quay chi tiết nha. Nẹt ga cho mấy cái đi anh Quang. Máy không tí khói rồi luôn. Lúc kịp. Máy mất mệt luôn. Rồi ok tắt máy đi. Sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhé, để cho máy đỡ ồn. Cửa đóng thì xích thịt này. Lốp xoay nó đang đi là lốp 18434 lốp BS, lốp rin của nó luôn. Cái đồ còn đẹp lắm nha. Đèn phanh đồ thứ vẫn còn nguyên, đèn xi nhan vẫn còn đầy đủ hết nhé. Cầm bệ rồi, đổi đĩa đồ khô rang luôn. Mình sẽ đi từ từ cho bác xem luôn nha. Dòng này thì số cơ bên cơ rồi, không phải nói rồi. Hai quả lốp còn đẹp luôn nha, nó hơi lứt. Nhưng mà này vẫn còn chạy còn chán. Cũng cao thật đấy. Mình đây 1m7 hơn 1m7, cái này chắc nó khoảng tầm 1m65. Okay.
Beto này được 4 số nhỉ? Thằng này số sới nó có 4 số nhá. Ở đây đứng đây nhìn thấy 4 số sới này. 4 số sới đây. Sới nó có 4 số nhá. 1.05. Cá lê này. Ok. Cho các bác xem con gần bè luôn. Gần bè đồ khô rang luôn nha. Con này được cái bộ gầu điều khiển của nó nằm bên trong luôn, chứ nó không đặt ở ngoài đây như mấy con xe bé. Con xe to thì xe bé thì xe to thì các bác ở ngoài đây là không bao giờ với được, nên là sẽ đặt ở trong đây. Nó đặt ở trong đây nó sẽ điều khiển được như bình thường luôn. Cửa đóng sướng lắm, hết cái xích. Bây giờ mình đang quay buổi chiều nên là nó cũng hơi tối một xíu. Bây giờ trông cảnh nha, máy móc rồi. Máy móc động cơ đồ khô rang luôn nha. Máy đã lắm. Con này có khóa vi sai cầu trước nha. Có khóa vi sai cầu trước luôn. Bình ắc quy của nó để trong đây hay sao này. Rồi, cái bình ắc quy đây. Câu tạo cái bình này hơi bé, cái bình của nó thì đi khoảng bình 100 là đẹp. Câu trước của nó đang đi là lốp 12424 nhá. Mâm lốp này thì đẹp nguyên luôn. Không 85 nha. Bộ gầu này là 9 tạ rưỡi nha, gần 1 tấn. Bộ gầu nặng gần 1 tấn. Không phải nặng mà là bộ xúc của nó. 9 tạ rưỡi này, 950 cân này. Đầu kia mình còn một bộ nữa, để ở đầu chỗ cái máy đảo á, bên nó còn một bộ nữa. Bộ của con 9000. Em này cabin máy lạnh nha, máy móc đồ đẹp luôn. Máy móc ở trong này. Tem của nó đây, nó bị lột mất rồi. Nó bị bong rồi. 1085 này. T1085 nha. Nhưng mà nó bị lột mất, bị bong mất một góc rồi. Đấy. T1085F này. Ừ, nó còn bên dưới đây vẫn còn này, cái trên này, cái tem gì, cái tem trên này. Các bạn, có bình luôn. Lên đầu đĩa, này cho nó luôn nhá. Lên đầu đĩa hả? Đầu đĩa hư rồi. Đầu gì này hư hả? Vậy thì sẽ lên đầu ấy luôn nha. Sẽ lên đầu... DVD. Đầu bắt DVD. Đầu bắt bỏ đầu USB được con. Cái này như đầu này chắc vẫn còn chạy chứ, chẳng qua câu điện này. Vừa chó đầu vẫn còn nha. Giờ. Tay lái của con này thì vẫn gật gù được này, nhẹ nhàng này, như nó lên xuống, còn lên xuống được á. Để mình thử đây này. Đây, tay lái của nó thì còn lên xuống được nha. Đó, thích cao thì ấy được, nhưng mà do mình nó quay một tay nên mình khó nào. Để mình dịch. Có, tụt lên tụt xuống được. Đây này, cái này lên xuống đi. Đây nè, cao này ngon nha. Lên cao xuống được, khó nó lại đó. Gặp gù đó này được điều chỉnh được 4 hướng hơn ô tô. Ô tô được 2 hướng. Đây nha, số chạy của nó đây nha. 1, 2, 4. Tầng nhanh chậm này, thắng tay này. Đây là số sới của nó đây nha. 4 số đấy. Còn số chạy của nó đây nha. 1, 2, 3, 4 này. Em lắm, số em du luôn, bên là bên cơ luôn nè.
ghế của nó thì là ghế ghế hơi ghế nhún nó so êm ru nha. Đây này mình ghế này, ghế của nó à, kính kính của nó kính có sưởi điện luôn. Kính sưởi điện này có hệ thống sưởi luôn này, chống bám xương hai cái hai bên luôn, có gạt nước luôn, thì hơi đồ vẫn còn hoạt động bình thường hết luôn nhá. Cửa kính nồi hướng vẫn còn ướt giáp hết. Dạ. 320 triệu bao giá gầu xúc. Chào các bác nha. Báo giá luôn nhá. Cả gầu xúc là 320 triệu, còn đầu không thì 300 đầu không 300 nha. Đây chào cả nhà nha. Thương lượng nhẹ.